em là gì? Điểm mạnh của em là kiên trì. Em đã từng thi hát karaoke ở công ty Vedan 8 lần nhưng mà chưa lần nào em vào được đêm chung kết hết. Kính thưa quý vị, và bây giờ Cát Tường đã vào vị trí rồi, chiếc ghế mai mối của mình ngày hôm nay. Không biết là hôm nay bà Mai có thành công hay không nhé. Hello em trai, cảm thấy hiện giờ cảm thấy trong người như thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là hồi hộp ạ. Hồi hộp ha. Hồi hộp là không biết hôm nay cô bạn gái của mình ra sao đúng không? Vâng ạ. Rồi, đợi chị Tường ít phút nha. Ít giây thôi, Tường sẽ dẫn bạn gái vào ngay. Hôm nay mình đi tham gia ghi hình với ai? Dạ, em đi với bạn và mẹ em. Ồ, có mẹ đi theo nữa hả? Rồi, ngồi đi em. Rồi, chị sẽ mở mặt nạ giùm cho em luôn nha. Rồi, đẹp gái rồi. Bạn trai, mở mặt nạ ra đi cưng. Dạ vâng. Nhanh lắm, nghe mở mặt nạ nhanh lắm. Bây giờ hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Hai bạn hãy giới thiệu cho đối phương nghe về bản thân mình đi. Em tên là Trường Nguyễn Văn Khoa, năm nay 33 tuổi. Em đến từ Đồng Nai. Em làm nhân viên xử lý nước ở công ty Vedan. Còn em? Dạ, em tên Phương, cũng 33 tuổi. Dạ, hiện em đang là giáo viên tiếng Anh. Em làm ở Cộng Hòa. À, quê mình ở đâu? Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Đắk Lắk. Quê Đắk Lắk luôn? Dạ vâng. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê đó, mình trao đổi thử coi ở Đắk Lắk mình có gần nhau không? Dạ dạ, em xin phép. Bạn quê ở huyện nào bạn nhỉ? Mình ở Buôn Ma Thuột hả bạn? Mình ở Đông Bắc. Hai bên có gần nhau không? Cách nhau 40 cây thôi chị ạ. Ồ, lễ Tết hè mình có thể về quê cùng với nhau. Dạ dạ. À, nhưng bây giờ nội ở đây nè, đang tìm hiểu nè. Em có ngại gì về cái đường đi không? Dạ không, nhưng chợ đi Sài Gòn khá là gần. Bao nhiêu lâu thì em có thể thăm cô ấy, đưa cô ấy đi chơi tìm hiểu một lần? Dạ, có thể là một tuần, ít nhất là một lần. Tưởng không em? Dạ, tại vì trong tuần thì em cũng hơi bận đi dạy. Em đang dạy là dạy cái gì em? Dạ, em dạy tiếng Anh lớp 8 với lớp 7. À, là dạy trường cấp 2. Dạ. À, rồi tối có dạy thêm gì không? Dạ có. Vậy thời gian nào dành cho hẹn hò? 7 thì em rảnh. Chủ nhật thì sao? Dạ, chủ nhật thì chắc là em rảnh buổi tối, thì em còn đi học. Học gì nữa? Dạ, em học cao học. Ờ, mình lấy cô vợ học nhiều hơn mình rồi đi học hoài vậy, em chịu không? Đó là chuyện bình thường. Thời buổi bây giờ lấy đi họ có quyền tự quyết mà. Đúng rồi. Không thể nói là nam phải hơn nữ thì cái chuyện đó nó quá lạc hậu. Nhớ em ủng hộ việc học của bạn gái mình không? Em học không tới thì bạn em học tới thì tốt chứ có gì đâu. Quá tốt ha. Thế là em cũng đang tự học thêm tiếng Hoa. À. Đó, nếu mà cô bạn gái mà nếu mà cô ấy có trình độ cao như vậy á, em cũng muốn lười á, em cũng không lười được nữa. Đúng chị ạ. Đúng rồi. Có bạn gái học nhiều mình càng phấn đấu hơn nữa. Đó là điểm chắc chắn chị ạ. Ok, tốt. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là kiên trì. Em đã từng thi hát karaoke ở công ty Vedan 8 lần nhưng mà chưa lần nào em vào được đêm chung kết hết. Rồi, bữa nay em thi lần thứ 9. Kính thưa quý vị, và bây giờ đến phần thi của thí sinh mang số 001. Hãy cho anh môi hôn nồng nàn, lỡ mai sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai cho ta vội vàng, mới yêu đây nay sao phụ phàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa nhau về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng em trọn đời. Số điểm 9,1, 9,2, 9,5. Em cho nhiêu em? Dạ em chắc bằng điểm chị. Rồi em được vô chung kết xếp hạng lần thứ 9. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Đó là điểm mạnh của em. Vậy còn điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ít nói. Là em không có đảm đang, em không có... Cái gì đảm đang? Không tháo vát hết chị, không kháo tay. Em có cái tài lẻ gì không? Em có khả năng làm thơ rất là nhanh. Ví dụ như hôm qua là buổi tối, buổi chiều hôm qua là nhận tin là sáng hôm nay sẽ đi quay. À. Tối hôm qua là em làm một bài thơ. Luôn, sân khấu này là của em. Em đọc. Chuyện này là giật giải rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị trước. Cái gì chuẩn bị nhiều vậy? Dạ. Rồi, xin mời em. Cô nàng sau tấm rèm che, dung nhan chẳng tỏ, chỉ nghe nói cười. Giọng nàng êm ái ngọt ngào, con tim run rẩy tựa hồ muốn siêu. Duyên trời nào ở đâu xa, bao năm tìm kiếm chắc là ở đây. Trò chuyện tâm ý tương đồng, mong em sẽ hiểu tấm lòng của anh. Trao nhau cơ hội một lần, để ngày sau đến tạ ơn chương trình. Khi tấm màn được kéo lên, hai người cùng bấm, mọi người cùng vui. Vâng ạ, cũng... Sao em? Làm sao bạn biết trước giọng mình như vậy? À, cái này là thuộc về tâm hồn nghệ sĩ bạn à.
cũng không hẳn là nó phải là thực tế. Đúng rồi. Bây giờ cái thực tế là bạn chút. Thấy sao? Chồng bạn mình thấy thật lòng nha. Khá là hay. Khá là ngang. Mà bây giờ phải anh em nữa nó mới hay, anh em nữa nó mới ngọt. Mình thanh niên mình phải bản lĩnh lên. Dạ, cái đó là chỗ điểm yếu chết của em bao năm đó chị. Bây giờ có chị Tường rồi, mạnh lên. À, có Tường phía sau thì cũng sợ cái gì nữa. Đúng rồi, Tường phía sau quá vững luôn rồi, sợ gì nữa. Thì anh thấy giọng em rất là hay. Thế là còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, em nghĩ điểm mạnh của em chắc là em siêng học. Rồi, cái đó khỏi giới thiệu. Em làm việc thì em khá là chuyên tâm, cho nên nó cũng là một cái điểm yếu của em. Em mong muốn khi nào thì em mới kết hôn? Dạ, thôi em nghĩ cái thời gian nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong muốn hay là gia đình? À, hôm nay dạ, em đi em đi nghĩ ra. Là dạ, mẹ em. Mẹ có dặn dò gì khi tham gia không? Dạ không, mẹ em dễ lắm. Mẹ em nói là con cứ làm sao con làm, miễn sao con thấy vui là được rồi. Nhưng mà em tự cảm thấy là em cũng cần phải làm cái gì đó rồi. Tại vì đó là trách nhiệm, em là con cả nữa, cho nên cái đó chắc là không tránh được. Rồi, nói chung học là tốt, tại vì mình học mãi không bao giờ hết. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải lo tới cái máy ấm riêng của mình. Tuổi thanh xuân nó không chờ mình, phụ nữ phải sanh con đồ này kia nữa, đúng không? Dạ. À, chị nghĩ là 33 tuổi là quá vừa, thậm chí không muốn nói là hơi trễ để kết hôn rồi đó. Về tình trường thì em như thế nào? Dạ, em trải qua hai mối tình, đơn phương cả chị. Đơn phương người ta, đơn phương em hay em đơn phương người ta? Em đơn phương người ta. Em có nói cho người ta biết không? Em có nói, nhưng mà người ta đều coi em là bạn. Kỳ vậy, vậy em có hiểu nguyên nhân tại sao em ế vậy không? Đến bây giờ em vẫn đang đi tìm. Tìm hiểu nguyên nhân? Vâng, cũng chưa ra. Bây giờ em đã ổn định chưa? Bây giờ thì thực sự em thấy mình cũng ổn định, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mình có lập một kế hoạch là khoảng bao nhiêu lâu nữa với công việc hiện tại của mình, sự cố gắng của mình bao lâu nữa thì mình sẽ có một cái tổ ấm riêng không? Dạ, thì em phấn đấu là khoảng 5 năm nữa chị. 5 năm nữa, là nhà cửa con cái đề huề? Dạ, nhà cửa thì sẽ được, còn con cái và vợ chồng thì duyên số chứ. Duyên số. Mình không cưỡng cầu được. Nhà nữa, nhà cửa là em đặt kế hoạch 5 năm nữa. Vâng. Rồi, thế còn em, tình trường của mình như thế nào? Dạ, nếu mà nói chính xác thì em chưa trải qua mối tình nào. Ủa gì kỳ vậy, bên đây cũng chưa, bên đây cũng chưa. Có một mối tình là nó giống như là tình yêu sét đánh, mà bây giờ thì em vẫn còn nhớ cái cảm xúc đó. Năm đó là năm em 25 tuổi, thì cái cảm xúc lúc đó nó sâu đậm lắm. À, nhưng mà quen được bao lâu? Dạ không, em không có quen, em chưa có quen. Lúc đó chỉ là em hay đi ăn trưa rồi sao em thấy người đó xong rồi tự nhiên cái cảm xúc đó nó chợt nó bừng lên vậy thôi. Rồi người đó có biết không? Em nghĩ là người đó biết và người đó có bắt chuyện với em hai lần. Nhưng mà lúc đó em nhát lắm cho nên em không có dám nói chuyện. Trời ơi, mình thích người ta mà mình không dám nói chuyện là chết rồi. Mà ngày hôm nay cũng là buổi ăn trưa nè. Yeah. Hy vọng tiếng sét nó sẽ lặp lại với em nha. Hãy cố gắng lên. Quý vị ơi, Tường thấy ca này hơi khó, mọi người thấy như thế nào? Mọi người có ý kiến gì đóng góp để hỗ trợ cho hai bạn này không? Cả hai ba mươi mấy tuổi chưa ai có mối tình bắt vai, thiệt là thiệt thòi trong cuộc sống, không có biết hưởng thụ cuộc sống gì hết. Phải yêu đi các bạn, yêu đi, nó có đau khổ đó nhưng mà nó rất hạnh phúc. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Tất một người bạn gái bình thường, đi nấu ăn thôi là đủ rồi. Sao đơn giản quá vậy? Dạ, cuộc sống bây giờ càng đơn giản thì càng đẹp. Bạn trai khá là dễ tính, còn cô gái thì sao? Dạ, về ngoại hình thì em cũng không có yêu cầu gì nhiều, mà cao khoảng 1m6 trở lên là được. Gì nữa không? Yêu cầu gì khó khó chút đi. Không hút thuốc, ít rượu bia thôi. Em gần như em không có uống rượu bia. Không uống được, nhưng mà chỉ khi nào mà gặp mặt gia đình, đi đám cưới những cái tiệc bất đắc dĩ bắt buộc phải uống. Có hút thuốc không? À, em có hút một ít. Có bạn gái thì mình bỏ bớt đi cũng tốt. Chắc chắn là em hứa với lòng là sau khi có bạn gái chắc chắn là sẽ bỏ thuốc. Chắc chắn bỏ ha. Em hút ít. Không. Ngày mấy điếu? Ngày trung bình của em chỉ tầm khoảng 5 điếu trở lại. Ngày 5 điếu trở lại thì từ từ. Rồi 3 điếu, rồi 2 điếu, rồi 1 điếu rồi dẹp luôn. Không có khó. Ha. Ok. Em nghĩ là tại vì ngày xưa em dở môn toán lắm chị. Mấy cái môn tự nhiên em dở lắm. Cho nên từ nhỏ là em nghĩ là sau này mình phải quen ai đó mà giỏi mấy cái môn tự nhiên. Để sau này lỡ mà con nó học yếu thì mình cũng chỉ cho nó được. Trời ơi, con học yếu cho nó đi học thêm vô trường cô thầy chỉ. Hai chồng lo kiếm tiền. Ủa em có giỏi toán không? Dạ, cũng tương đối tốt chị. Dạy con làm toán, giải toán được không? Lớp 2, lớp 3 chắc cũng được ha. Ít nhất cũng phải lên tới lớp 6 chứ chị. Được, rất là dễ thương, rất là vui tính. Bây giờ như thế này, đâu đưa cho xem hình của em chuẩn bị ra nè. Dạ, đây ạ. Cái gì mà thấy chi chít người vậy nè? Hình gia đình nè. Hôm này đi. Dạ, em tùy chị thôi. Rồi, cho chị mượn hình của em coi. Nè, chọn đi. Bạn gái đã chuẩn bị hai tấm hình. Em hãy chọn đi. Cô ấy là ai trong những cô gái xinh đẹp đó? 30 giây để chọn. Em chọn được chưa? Có hai bạn trai quá dễ luôn.
Ở đây là có tới là mấy cô, họ tự cảm nhận đi. À đây. Em thích chọn ai em chọn? Tại sao em chọn cô đó? Ừ, em thấy hình như là lặp lại. Lặp lại có nghĩa là có mặt trong hai tấm hình đó, dạ. Chứ không phải lặp lại là lặp lại đâu, hiểu không? Như là bạn này với bạn này là một. Ờ thì đúng rồi. Em đâu? Dạ em nào? Em nghĩ này. Rồi, các bạn hãy giữ sự chọn lựa của mình đi em. Dạ. Cô nào? 1 2 3. Rồi, giữ nguyên hiện trạng đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem cái cảm nhận của mình, cái giác quan của mình ở cái giây phút đầu tiên này có đúng hay không. Quý vị cũng hãy dự đoán xem là kết quả ngày hôm nay như thế nào. Và bây giờ mở cửa trái tim. Ok, sao? Đúng hay trật? Trật, trật. Đúng hay trật? Em hình như cũng trật. Đây nè, cô đoán em là cô này nè. Đó. Rồi bên đây á, đón thì có hai anh nè, đón cái anh kia, anh cao hơn á. Em trai em đó. Em trai em sao cao hơn em vậy? Dạ, thì em sinh sau mà, dinh dưỡng tốt hơn đó. Ok. Em trai nhỏ em 5 tuổi. Ê, hồi nãy nhớ có quà tặng mà. À dạ dạ, em quên. Trời ơi, nhanh lên. Thiệt tình. Bao năm em chậm là vì thế đó chị ạ. Tặng đi, tặng qua trái tim cho nó tình cảm. Thôi đứng đây được rồi. Đưa qua. Đây tặng bà, cho ngày gặp gỡ. Cảm ơn bà. Không có gì. Con nó con gì vậy? Dạ, hình như là nó là mèo Kitty. Dễ thương ha. Rồi bây giờ Cát Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn trưa ngày hôm nay. Cơm bò cay sốt Hàn Quốc của nhà hàng Mr. Stick. À, đây là nhà hàng thức ăn nhanh, mình có thể order đồ ăn để ăn luôn. Rồi mời hai bạn vừa ăn cơm, vừa trò chuyện thân mật với nhau. Mời hai bạn. Em ăn cay tốt không? Giống anh. Anh vừa món cay. Nhà em ở Buôn Mê Thuột là ở khúc nào? Khúc chỗ gần chợ Tân An. Biết cái khúc Bi Tích không? À biết, Bi Tích trước anh có từng vào đó bán hàng đó. Đi bán hàng mỹ phẩm á. Có vào trong đó chào mời mấy cửa hàng mỹ phẩm ở trong đó. Rất là vui. Từng làm ở Buôn Mê Thuột một thời gian. Rồi sao anh xuống hôm nay? Thì làm mỹ phẩm em thấy không ăn nữa, thấy vất vả quá. Dưới đó anh có họ hàng làm trong công ty Veda. Chị đã xin cho anh vô công ty Veda làm tới giờ. Anh thấy công việc hiện tại của mình nó có phù hợp, nó có thích hợp không hay là như thế nào? Anh có ý định gắn bó lâu dài với công việc đó không? Anh làm 8 năm rồi. 8 năm luôn rồi. Chắc không muốn đi đâu. Anh chỉ muốn là anh đổi công việc, đổi cái vị trí làm việc của mình thôi. Anh muốn qua bộ phận khác ở công ty á. Anh mới học thêm tiếng Hoa để đi làm phiên dịch ở công ty. Anh chưa có cơ hội để làm. Nhưng là anh làm ở đó 8 năm ở một vị trí, bây giờ anh muốn lên vị trí khác mà vẫn ở công ty đó. Thì là mình định sống ở Đồng Nai luôn á. Nhiều khả năng là như vậy. Nhưng mà đó là dự tính. Còn trời tính thì cũng có thể là khác. Có thể là em tính thì nó khác. Nếu mà về quê thì anh thấy khó tìm việc hả? Anh ở quê thì anh có bằng điện thôi. Nhưng mà ở quê là việc đó thực sự anh xin không được. Em thì sao? Dự định của em? Tại vì Sài Gòn thì nó nhiều công việc hơn. Anh hiểu. Ở quê thì nó cũng khó tìm việc nhưng mà sau này em tính thì em mở trung tâm, là mở lớp dạy thêm ở nhà. Nếu mà về quê. Ok ok, anh hiểu. Thực sự anh rất là khâm phục những người phụ nữ có học. Thì nói thẳng là bản thân anh học không có tới. Nhà anh thì hai chị đều học hết đại học, cũng làm giáo viên như em. Em trai anh thì cũng học hết đại học. Nhà của mình anh học tới trung cấp thôi. Giờ anh bỏ vậy? Hồi đó anh cũng có học liên thông lên cao đẳng. Rồi nhưng mà anh thấy thực sự nghề điện có vẻ không phải là đam mê của anh. Đó, anh thấy học lên kỹ sư chắc cũng không có ý định gắn bó với cái nghề đó luôn. Cho nên là bây giờ anh làm công ty ở Veda thì nó việc của nó cũng không liên quan gì tới nghề điện lắm. Đó. Vận hành những cái thiết bị nó cứ chạy tự động là chính á. Công việc của chúng tôi đối nhà. Cho nên là anh có thể là học thêm tiếng Hoa. Suốt ngày ngồi vẽ chữ. Ủa mà phiên dịch thì đa phần là phiên dịch nghe nói thôi đúng không? Đi xem. Thì đâu có còn bị chữ đâu. Nhưng mà thời gian đầu mình học mình phải biết chữ chứ. Anh dịch tới đâu rồi? Anh có bằng HSK4 thì tôi đương mới gần được bằng B của tiếng Trung. Mà anh không có môi trường anh là anh tiếp xúc á. Nên là cái vốn từ của anh khi mà phản xạ nó không có được. Mà có nghĩa là chưa tiếp xúc với cái công việc đó cho nên là mình chưa có vào làm á. Đó, mình anh thì có bằng HSK4 đấy á, tôi đương bằng B. Anh thì đến lời thứ ba anh mới đợi. Anh tự học không? Anh tự học phần nhiều. Anh chỉ đi học ở trung tâm lấy cơ bản khoảng 6 tháng một khóa ngắn ngày thôi. Em thấy anh như thế nào? Thì mới gặp lần đầu cũng khó nói lắm ạ.
Tại vì tính em thì nó hơi trầm, với lại em ít khi đánh giá mà qua lần đầu tiên á. Tại vì cảm xúc mà đánh giá lần đầu tiên thường hay sai, sai nhiều lần rồi cho nên không nói trước được. Anh cũng vậy, anh đã vội vàng nhiều. Có thể đó cũng là nguyên nhân mà anh thất bại nhiều. Chị đầu của anh dạy cấp 1, chị hai của anh dạy cấp 3. Nếu em mà về nhà anh nữa thì đúng là đủ cả 3 cấp á. Kiếm em trai anh kiếm cô vợ mầm non nữa là vừa đủ 4 cấp á. Em có thích âm nhạc không? Thích chứ ạ. Thích. Cái đó điểm chung đó. Ai mà chẳng thích âm nhạc anh? Không, tùy em. Ai cũng thích âm nhạc nhưng mà cái gu họ khác thôi. Họ thích nhạc gì? Nhạc Trần Công Sơn. Em ngược lại. Em nghe nhạc trẻ hả? Bình thường. Anh thì thích nhạc xưa mà nghe nhạc trẻ thì cũng nghe được. Anh thích nhạc Hoa không? Thích. Tiếng Hoa thì anh nghe nhạc của Trác Y Đình, Lưu Đức Hoa. Những cái bản mà nổi tiếng thực sự, ví dụ như là Bến Thượng Hải, Lưu Đức Hoa hát rất là hay đó. Hơi ngược gu với em. Nói chung nhạc xưa thì em cũng hay nghe cũng được, nhưng mà em không thích lắm. Ok, ok, bình thường. Sống của em nó hơi trầm, với lại nó khô khan lắm, cho nên nghe nhạc vui chỉnh thì nó cũng vui. Em cần cái gì đó để mình có cái sức đẩy cho một cái công việc, cho công việc là chủ yếu mình tập trung nó làm. Nhạc gì, không? Nhạc gì? Dạ, nhạc vui vui á chị. Nhạc mạnh đó chị. Nãy giờ trao đổi nhiều chưa? Quan điểm về con cái của các bạn như thế nào? Mình đẻ mấy đứa con? Dạ, cái này vợ đẻ nên thôi em để vợ quyết định. Nên cô ấy là vợ em. Sau này kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Tất nhiên là vợ rồi. Em nghĩ gì về việc làm dâu? Em nghĩ việc đó cũng bình thường thôi. Tại vì ai cũng có cha mẹ. Em gả cho người đó thì cha mẹ của người đó cũng giống như cha mẹ của em. Nhưng mà em chỉ mong là người đó cũng hãy có cảm giác như vậy. Tình cảm mà mình cho đi mình sẽ nhận lại thôi. Ba mẹ đều là ba mẹ cả hai bên của chúng ta cả. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ nha. Bạn gái trước đi, hãy yêu cầu bạn trai trước. Lady first. Chúng ta luôn luôn phải ưu tiên phụ nữ chứ. Đúng rồi, đọc lớn lên. Bây giờ nè. Hãy nói cho đối phương biết sự thật bạn cảm nhận họ thế nào. Diễn tả trong 4 từ. Sự thật nha. Đa tài, hiếu học. Là 4 từ đó. Đa tài, hiếu học. Trời ơi, 4 từ mình phải là 4 ý nghĩa. 4 từ mà nó có 2 ý nghĩa. Mình cho từ ghép. Không, cho từ ghép. Được không em? Chấp nhận không? Dạ. Đa tài, hiếu học. Dạ, tùy thôi. Rồi. Tâm điều dễ, tâm điều khó, giống bánh bài chị. Bạn hãy hôn tay người đối diện. Và bạn cảm nhận như thế nào? Là cô ấy hôn tay em á. Thế này em chịu khó nhé. Chứ bây giờ theo chương trình anh cũng muốn có cái khác lắm. Rồi đưa tay qua. Để mất công cổ phải chồm nào, mình đứng lên đi. Anh, em chịu khó anh. Mùi gì? Dạ không có mùi gì. Không có mùi gì trơn hả? Có mùi thức ăn thôi. Mùi bò hả? Cảm nhận về tay ảnh như thế nào? Dạ giống như tay người bình thường. Dạ da hình như cũng bình thường. Không có sần lắm, cũng không có mịn lắm. Có chai một chút rồi, em có tập đàn guitar. À, tập đàn guitar. Rồi, chơi một cái mini game nhỏ nhỏ là cho vui thôi. Dạ, cái chính là để vui. Cho các bạn thoải mái. Có một cái sự va chạm một chút xíu cho nó tự nhiên hơn. Trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không, thì tôi muốn hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và hãy nói cho đối phương biết hiện tại mình đang cảm thấy như thế nào. Em hỏi Thập Anh một câu nha. Em cứ hỏi. Nếu mà em không bấm chuông anh có buồn không? Không, anh không buồn. Anh cũng không được phép thất vọng. Vì đó là cuộc sống. Người ta không đồng ý mình, người ta không đồng ý hẹn hò với mình thì cũng là chuyện rất bình thường. Anh đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi. Thêm một lần nữa cũng không sao em à. Anh cũng không thể buồn. Buồn thì chỉ buồn một chút. Nghĩa là khi mà bấm chuông rồi sau đó mình có thành đôi không? Bấm chuông á là cái chuyện hẹn hò. Chúng ta xác nhận là sẽ hẹn hò với nhau một vài buổi. Chúng ta cho nhau thêm cơ hội thôi. Còn phụ thuộc nhiều vào cái đoạn đường dài phía trước mà cả hai người cần phải vượt qua. Cảm giác của em ngày hôm nay em sẽ thành công được bao nhiêu phần trăm? 50-50. Rồi, một anh chàng rất là dí dỏm, rất là hài hước nha. Nhưng mà cũng đưa ra những cái suy nghĩ của mình rất là cụ thể. Cô gái cũng rất là sâu sắc. Cô ấy có vẻ đang hoang mang đó. Cho em thêm một cơ hội nữa. Hồi nãy em đang học tiếng Hoa đúng không? Dạ vâng. Hát một bài hát tiếng Hoa dành tặng cổ trong lúc này để cổ quyết định bấm nút hẹn hò với em. Dạ vâng. Dâu dâu hai, dâu dâu sầu, lòng lấy phong phát sinh trôn siêu bây giờ. Yên dùn phong, bọc chiêu lòng,
Trời ngỏ xong chung huy phụ ngơi. Vâng, em xin hết phần của mình nhé. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Dạ, nó cũng hơi sai. Rồi. Tại vì em học tiếng phổ thông và vợ em hát tiếng phổ thông. Và anh hát tiếng Quảng đúng không ạ? Chị xem, mình hát tiếng Quảng thoại á. Đó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta đã có một cái thời gian, mặc dù không nhiều nhưng như Tường nghĩ rằng cũng đủ để các bạn cảm nhận về nhau. Là chúng ta hãy đưa ra quyết định của mình theo đúng cái lý lẽ của con tim mình. 1 2 3. Hết thời gian. Em vẫn không bấm đúng không? Dạ, em cũng thấy có một số tương đồng nhưng mà nó chưa thực sự khớp. Chẳng hạn như em học tiếng Hoa, em học đến 4 năm lận. Em đã mong là anh hát tiếng phổ thông. Ra cái bài biết. Này bài nổi tiếng mà hồi xưa người ta hát tiếng này mà. Dạ em biết. Lõn phát lõn lộn này hồi xưa tôi cũng biết hát vậy. Tùy các bạn thôi. Tường rất là quý bạn. Bạn cũng cảm nhận được là cô gái này sẽ không bấm nút. Nhưng mà em vẫn bấm. Đó là lập trường của một người đàn ông. Không sao cả, mời hai bạn. Thật sự là em phải làm theo cái gọi là cái cảm nhận ban đầu rồi. Và cảm nhận ban đầu của em nói hồi nãy là nó thường là nó hay sai nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì nó em bóng thì nó hơi dối trá. Thì em cũng cảm nhận ảnh là một người vui tính, dễ thương. Thì thực ra em vẫn muốn là làm bạn. Để mình có nhiều cái giao lưu hơn, để mình hiểu kỹ hơn. Tường cũng đồng ý với bạn gái. Bây giờ chúng ta bấm nút mà chúng ta chưa có thật sự rung động thì cũng không có ý nghĩa gì. Biết đâu bây giờ các bạn không bấm nút ở đây, các bạn có thể làm bạn ở bên dưới. Rồi đến một ngày nào đó hợp thì các bạn vẫn có thể tiến tới được với nhau. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay cũng sẽ có rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình sẽ gửi lời mời kết bạn, sẽ bấm nút cho hai bạn đứng ở đây nhé. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần vào lúc 12 giờ trên kênh FPT Truyền hình. Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Hãy đón xem.